trường thẩm mỹ Santa Ana Beauty College, chuyên dạy các khóa học về trang điểm, cắt tóc, làm móng tay, săn sóc da, xăm và massage trị liệu. Trường có những khóa học ngắn hạn dành cho người có bằng cắt tóc nữ, lấy bằng cắt tóc nam và ngược lại. Lớp sâm vĩnh viễn, giảng viên thẩm mỹ, nối lông mi, cấp tốc, xe lông mặt và trang điểm. Đặc biệt, nhận làm thủ tục I-20 cho du học sinh, cũng như giúp học sinh xin số an sinh xã hội để có bằng tiểu bang hợp lệ. Trường có tài trợ của chính phủ, miễn phí cho học viên hội đủ điều kiện. Trường tọa lạc tại số 1926 West 17th Street, Santa Ana, California, 92706, điện thoại 714-835-0278. Ngọc Dung xin kính chào quý vị khán giả của Đài Hồng Việt. Ngọc Dung trở lại với chương trình của trường Santa Ana Beauty College. Hôm nay Ngọc Dung trở về với Việt Nam. Vừa mới đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất thì Ngọc Dung lật đật chạy đi phỏng vấn một em bé vừa đậu xong về chương trình học bổng. Đây là một cái chương trình mới cho cái chương trình của bên trường Santa Ana Beauty College. Thì Ngọc Dung, kế bên cạnh của Ngọc Dung là em tên là... Em tên là Thuận ạ, là Thái Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả. Thì Ngọc Dung xin được phép phỏng vấn em Thái Thuận. Lý do làm sao em đậu và lý do làm sao mà em biết được cái chương trình này ha? Em có ready với chị chưa ha? Dạ, được. Trước hết, chị xin hỏi em là làm sao em biết được chương trình học bổng này? Thì em biết được chương trình học bổng này là do một đợt đi công tác của bố. Thì qua bên đấy thì gặp được chung một cái công ty được gọi là ghi tắt là WHERE cho Winston Higher Education Resources. Thì trung tâm này đã giúp đỡ cho em tiếp cận được với trường ở bên đấy và nộp hồ sơ để xin học bổng. Em xin học bổng thì cái thời gian em nộp chương trình thì đến bây giờ thì được khoảng bao lâu? Theo em tính thì chắc cũng đã gần được 4 tháng, gần 5 tháng. 5 tháng là để chuẩn bị giấy tờ? Dạ. 5 tháng là để chuẩn bị giấy tờ thôi, còn trước đó thì mất 1 tháng nữa để gọi là gửi hồ sơ của mình qua bên đấy nữa. Thì sau đó thì em mới vừa đậu vào lúc... Thì em cũng vừa đậu phỏng vấn vào ngày 22 tháng 6 vừa rồi. 22 tháng 6 thì tại sao em vẫn còn ở đây mà em chưa đi? Tại vì chương trình thì sẽ bắt đầu vào tháng 8, tức là đầu mùa thu. Mà theo cái visa hôm bữa em vừa phỏng vấn được á, thì trong đó người ta đề cập là không được đi sớm quá 30 ngày so với cái ngày bắt đầu chương trình. Cho nên là em vẫn chưa đi được và sẽ đợi đến thời gian gần hơn với chương trình để đi. Như vậy thì em nghĩ thời gian học bên bển thì khoảng bao lâu? Thời gian dự kiến học sẽ là 4 năm. Vâng, 4 năm học và sinh hoạt tại trường luôn. Với cái thời gian mà em chuẩn bị qua đó đó thì cái tinh thần chuẩn bị đi phỏng vấn á, thì tinh thần của em như thế nào? Thì ban đầu thì cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì cái lúc mà mới bắt đầu chuẩn bị hồ sơ á, thì cảm thấy rất là bình thường, không có gì đáng lo hết. Nhưng mà sau khoảng thời gian chuẩn bị rồi, gần đến ngày đi phỏng vấn khoảng 2 ngày thì bắt đầu cảm thấy lo. Thì tại vì bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều là không biết là họ sẽ hỏi mình như thế nào, hay là họ có bắt bẻ gì mình không, hay là cái việc phỏng vấn nó sẽ trở nên có trở nên khó khăn hay không. Xong rồi cũng lo lắng suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà nhờ có sự động viên của bố mẹ thì cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Để rồi đến cái ngày đi phỏng vấn á, thì họ hỏi, nói chung là họ hỏi cũng khá là nhiều. Họ hỏi về vấn đề học tập ở đây như thế nào, họ hỏi mượn về bảng điểm. Rồi sau đó thì họ hỏi đến cái thu nhập và cái tiền học phí có thể trang trải được hay không. Xong rồi họ muốn hỏi thêm một phần nhỏ về cái học vấn của mình ở đây, và sau khi đi học ở bên nước ngoài về rồi thì sẽ có ý định ở lại hay không hay đi về. Thường thường thì những cái câu hỏi đó là câu căn bản của họ phỏng vấn hỏi tất cả các em thôi. Trả lời và cái thông nhanh nhẹn đó, thì họ sẽ tin. Tin cái đó thì trước khi đi ai cũng, khi là bên đây cũng chuẩn bị cho em. Câu hỏi đó thì em trả lời có lẽ suôn sẻ. Dạ, thì có đôi chút hơi gặp rắc rối. Nhưng mà nói chung là đối cái tâm lý của mình lúc đó thì nó hơi hoang mang. Tại vì khi mà đứng một một với người ta, đứng trước cái tình trạng gọi là mình phải cố gắng để mình đi. Cho nên là cái việc này mình cần người ta nhiều. Cho nên là lúc đó thì tâm trạng rất là hoang mang. Thế nhưng mà phải cố gắng để bình tĩnh lại.
Xong rồi thì đối với em thì trước khi đi á, thì bố có nói một câu thì là trung thực là trên hết. Thì họ hỏi gì, họ cần gì thì mình cứ trả lời thật sự với người ta. Thì cái tính trung thực của mình thì qua cái đó thì có thể là giúp cho mình đi dễ dàng hơn. Nó sẽ giúp cho mình có cái tự tin hơn khi nói chuyện với người ta nhiều hơn. Thì cái thời gian mà hiện tại bây giờ từ đây đến tháng 8 đi á, thì em sẽ làm gì và em chuẩn bị gì tương lai của em? Dạ thì theo dự tính của em thì khoảng thời gian từ đây đến lúc em đi qua bên đấy học á, thì em dự tí kiến là khi mà thời gian còn ở đây thì em sẽ tiếp tục học chương trình đại học của mình. Tại vì hiện tại thì em đang học đại học năm 2 và em dự tính là sẽ tiếp tục chương trình học đó cho đến khi nào em đi thì thôi. Thì em qua nó sẽ tiếp tục học chương trình mới. Trong khoảng thời gian này thì còn khoảng cả một tháng nữa, cho nên là trong khoảng thời gian này em sẽ có khá là nhiều thời gian để chuẩn bị những cái đồ dùng cần thiết và những cái gọi là chuẩn bị tinh thần qua bên đó, tại vì đi sẽ đi một mình. Cho nên là em nghĩ là trong cái khoảng thời gian này thì em sẽ có thời gian để chuẩn bị đồ dùng cần thiết, chuẩn bị tinh thần. Còn thời gian còn lại thì em cứ nghĩ là sẽ tiếp tục chương trình học của mình ở đây. Thực sự mà nói thì phỏng vấn xong thì cảm thấy rất là vui. Thế nhưng mà suy nghĩ đến cái việc như mà chị Dung vừa mới nói á, thì thực sự cảm thấy hơi buồn bởi vì phải chia tay. Thế nhưng mà đây là một cái cơ hội để mình mở mang ra, mở rộng cái con đường mình đi. Thì buồn thì sẽ rất là buồn, nhưng mà sẽ rồi sẽ liên lạc được với họ cách này cách khác. Không phải là không gặp mặt là không thể nào nói chuyện với nhau. Cũng vẫn có điện thoại rồi máy tính. Vâng, vẫn có thể liên lạc với nhau thì không sao cả. Nói chung là buồn thì cũng có buồn, nhưng mà rồi thì nó cũng sẽ qua thôi. Rồi cố gắng sử dụng cái đó để mình làm cái động lực, để mình cố gắng hoàn thành việc học của mình, để rồi tụ họp lại với họ, với gia đình. Cảm ơn em nhiều, nhưng mà chị có những câu hỏi nữa kế tiếp là em đã học gì ở bên Việt Nam trước khi phỏng vấn? Và môn học của em là môn gì? Thì hiện tại ở đây thì em đang học ở đại học mở, ngành gọi là ngành tiếng Anh thương mại. Thì chủ yếu của tụi em học bây giờ, hiện tại và năm nhất năm 2, thì là chủ yếu chúng tụi học về để nâng cao cái trình độ tiếng Anh của mình lên, nâng cao kỹ năng về nghe nói đọc viết. Và rồi sau đó thì sẽ học đến về phần kinh tế, về mảng marketing mà thêm nữa. Hiện tại thì em đang học ở đây thì em đã học đến năm 2 rồi. Chủ yếu là bây giờ em cũng đã chuẩn bị hoàn thành cái phần về tiếng Anh thôi, và chuẩn bị bước qua phần về kinh tế. Là học về kinh tế. Bước qua bên đấy thì em sẽ tiếp tục về cũng về phần kinh tế luôn, nhưng mà về mảng khác, không phải về thương mại nữa mà là về phần dịch vụ ạ. Vậy là cái môn đó là em chọn? Dạ vâng, đó là cái ngành em chọn, em tự chọn. Hay là gia đình chọn cho em? Dạ, đó là em tự chọn ạ. Đó là tự bản thân em muốn chọn ạ. Tại vì theo chị nghĩ nếu đây là một cái chương trình học bổng thì em bắt buộc em phải học giỏi. Dạ thì học bổng của trường thì trường có những yêu cầu riêng của mình. Thì họ yêu cầu là mỗi năm họ sẽ cấp học bổng với điều kiện là mình đạt cái số điểm yêu cầu của người ta. Nếu như mà không đạt được số điểm yêu cầu thì họ có thể sẽ cắt phần học bổng đó của mình và mình phải tự túc chi trả cho việc đó. Bây giờ thì em nghĩ em sẽ cố gắng với không? Cố gắng để học được. Tại qua đó là học những cái môn học đều là English. Chắc chắn là khi mà đi học ở một cái môi trường mới như vậy thì ban đầu chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà không phải là gặp khó khăn là mình từ bỏ được. Thì tại vì đã cố gắng đến bước này rồi thì nói chung em vẫn sẽ cố gắng thì để hòa nhập với môi trường và để tiếp tục cố gắng chương trình học của mình thôi. Nếu mà trường hợp em từ tháng 7 bị bổ tay thì trở lại nước Mỹ, nếu mà trường hợp mà em mà đi cùng với nếu mà được đi chung như vậy thì có thể sẽ rất là vui. Thứ nhất là có người đi cùng thì bầu bạn nó sẽ đỡ cảm thấy cô đơn hơn. Tháng 8 mấy tem? Dự kiến là khoảng ngày mùng 8 hay mùng 10 gì đấy mới đi. Cho nên là em tính là có thể đi sớm hơn vài ngày so với ngày bắt đầu chương trình thôi. Để có thể có thời gian 1-2 ngày đó tham quan trường, để tìm hiểu coi là mình sẽ học tập ở đâu, sinh sống ở đâu. Lúc ở đó thì em sẽ ở đâu? Theo cái bản mà trường cấp học bổng cho em á, thì trường yêu cầu là em sẽ ở trong ký túc xá của trường và ở đó luôn, nội trú ở đó luôn, thì học và ở trong trường luôn, không có đi ra ngoài hết. Tiền mà ở nội trú là gia đình em lo lấy hay là trường lo cho em? Cái phần tiền ở thì cái phần học bổng của trường sẽ cho một phần, và phần còn lại thì mình sẽ tự lo rồi đấy. Thì ăn uống là mình tự túc luôn hay là nhà trường lo cho em? Một nửa của trường, một nửa của mình luôn. Trong phần học bổng đó có gồm cả tiền học
tiền ăn và cả tiền ở nữa, mà họ cấp cho mình một phần, phần còn lại mình phải chi trả. Như vậy thì gia đình em rất là vui khi em đi học hay là chỉ có một cá nhân em? Bố mẹ em cũng cảm thấy rất là vui bởi vì em có được cái suất học bổng đi học thứ nhất, và thứ hai là em đã thành công trong cái việc phỏng vấn vừa rồi. Thì gia đình em cảm thấy rất là hạnh phúc ở cái việc này. Em nhất riêng bản thân em cảm thấy rất là vui. Chị cũng rất là mừng khi em được đậu và chị cũng chúc mừng cho em qua bển nó thành công. Tại vì hôm nay là nhân dịp chị trở lại Việt Nam thì chị nghe được cái tin này thì chị mời em đến để phỏng vấn. Cảm ơn em đã giúp chị câu hỏi này, câu hỏi để chị trả lời cho khán giả bên đài của chương trình của trường Santa Ana College của chị. Thì chị xin hẹn em ở bên nước Mỹ nha. Thì em xin chào khán giả. Dạ, xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Ngọc Dung xin kính chào quý vị Đài Hồng Việt và chương trình của Santa Ana Beauty College. Thì để tiếp tục phỏng vấn, hồi nãy Ngọc Dung vừa mới phỏng vấn em Thuận, thì hôm nay Ngọc Dung lại tiếp tục phỏng vấn hai em ngồi cạnh Ngọc Dung. Lý do mà Ngọc Dung phỏng vấn vì cái trường hợp này là hai em ngày mai sẽ lên phỏng vấn, có cái buổi họp phỏng vấn với tòa đại lãnh sứ quán Mỹ. Hai em giới thiệu với khán giả nha. Dạ em tên Trang. Tên Trang. Em dạ em tên Nhật ạ. Nhật. Thì bên đây là Trang, bên đây là Nhật. Thì hai em này là hình như là khuôn mặt cũng giống nhau, chắc bà con à. Dạ, tụi em là anh em họ. Dạ, chị. Dạ, em gia em. Dạ, em. Thì hai em chuẩn bị đi phỏng vấn vào ngày mai. Nhưng mà với tinh thần thì sáng giờ em hình như là hai em cũng có học mấy ngày trước. Và sáng nay thì hơi đi chơi một tí xíu rồi trở lại. Làm cho mấy chị ở đây lo quá, không hiểu là có học bài chưa mà đi chơi nãy giờ. Dạ, thật sự là tụi em đã có sự chuẩn bị từ cái lúc nhận được sự giúp đỡ và tụi em đã luyện tập với nhau trước. Yeah. Nên là tụi em muốn có một xíu cái tinh thần trước khi mà tụi em đi phỏng vấn. Yeah. Thì bây giờ thì là hồi nãy giờ hình như là cô Linh hướng dẫn em học nãy giờ phải không? Dạ đúng rồi, tại vì bắt đầu tụi em cũng có cái chút bối rối hoặc lo sợ lúc mà chuẩn bị trước phỏng vấn, cho nên cũng muốn giải tỏa áp lực nên mới đi chơi. Dạ. Nhưng mà không sao đâu, hai em sẽ đậu, chị chúc mừng hai em. Thì để mà chị muốn phỏng vấn em, tại vì thường thường ấy là chị phỏng vấn là người ta đậu rồi, như hồi nãy là chị mới vừa phỏng vấn Thuận thì vừa đậu rồi, và những người rớt không, bây giờ là những cái tinh thần mà ngày mai em sẽ lên phỏng vấn, là chị muốn phỏng vấn để chị muốn chia sẻ cái niềm lo lắng của mấy em cho quý khán giả biết thế nào. Thì trước hết chị muốn hỏi em là em học môn gì? Dạ em học tiếng Anh ạ. Tiếng Anh. Dạ. Em sẽ đi phỏng vấn tiếng Anh. Dạ em sẽ phỏng vấn học trường tiếng Anh, và phỏng vấn em là tiếng Việt, tiếng Anh chứ quên. Dạ em sẽ phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tiếng Anh. Hiện tại bây giờ là em học môn gì? Dạ hiện tại bây giờ em đang học ngành sư phạm tiếng Anh ở Đại học Đà Lạt. Wow, hay quá. Còn em? Dạ em cũng học chuyên ngành ngoại ngữ luôn á. Ngoại ngữ. Dạ. Thì hai em sẽ đi phỏng vấn cùng một ngành hết. Dạ. Môn ngành. Thì cái trường đó ở đâu? Dạ trường ở tiểu bang California. California. Thì sẽ được học ở bên California, và cái dịch vụ bên Ngọc Dung thì là hướng dẫn để đi phỏng vấn. Cho mấy em phỏng vấn thì hôm nay á, thì được phỏng vấn thì biết thì tinh thần mấy em rất là tự tin. Dạ, dạ. Em tự tin lắm. Chị mong là ngày mai chị sẽ phỏng vấn em với cái tin vui là được đậu ha. Dạ, em cũng hy vọng như vậy. Dạ, em cũng hy vọng là mình sẽ được visa đi du học Mỹ. Đúng rồi. Thì nếu mà trường hợp mà mấy em đậu thì chị hy vọng kỳ này chị đi về thì chị sẽ dắt hai em đi cùng. Dạ em cảm ơn chị, và nếu mà có chị đi cùng thì tụi em sẽ bớt lo lắng hơn. 15 tây tháng 7 thì cũng là cái đợt nhập học của trường em á, nếu mà em có khả năng đậu thì em cũng nhờ sự giúp đỡ của chị. Trang với Nhật có những cái câu hỏi gì cho cô Dung trước khi mà đi phỏng vấn không? Dạ con muốn hỏi cô là ở bên, khi mà cô sống bên Mỹ thì cô sống ở bang nào và cái cuộc sống ở đó nó như thế nào? Cô sống ở California thì cuộc sống khí hậu ở California thì rất là ấm, cũng lạnh, nhưng mà cái lạnh nó không lạnh nhiều, cũng nóng, nhưng mà cái nóng cũng không có bằng bên đây. Thì nhưng mà khí hậu rất là tốt. Em có câu hỏi gì? Dạ là em thấy cô vẫn thường hay đi từ thiện ở Việt Nam phải không ạ?
Thì cô thường thường đi về đây từ thiện, thì kỳ này cô về là cô đi Ấn Độ, đi ở Ấn Độ thăm mấy vị Đạt Ma ở bên Ấn Độ, ở đất Tây Tạng. Sau đó thì cô đi từ thiện và cô cũng vừa xây xong cái cầu thì cô về cắt băng cánh thành, với sau đó thì cô trở về Mỹ. Thì nhân dịp cô về á thì cô nghe thấy được hai em đi phỏng vấn, thì cô xin phỏng vấn cái mấy em, xong rồi lại thêm em Thuận vừa mới đậu thì cô phỏng vấn luôn để có một tí gì tài liệu cho cái chương trình của trường cô là Santa Ana Beauty College gì đó. Dạ, là em muốn hỏi cô là khi mà cô sống ở bên đó, cô cảm thấy cái con người ở nước Mỹ người ta có thân thiện và mình có gặp được những cái người đồng hương để giúp đỡ mình ở bên nước đó, nước Mỹ hay không? Nước Mỹ hay không? Em có thường hay coi TV hay đài internet hay bạn gì không? Thật sự là em rất là ít coi. Chỉ có lên Đà Lạt mấy lần. Thì ở vùng mà Orange County á thì cũng gần giống như là ở thành phố đây, thì rất là vui. Người Việt cũng thân thiện và vui vẻ lắm, cũng giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống như mọi người vậy thôi. Cái đời sống bên bển thì nó hơi cao hơn tí xíu, nhưng mà nó rất là thoải mái ha. Em có câu hỏi gì không? Dạ, cái câu hỏi của em thì cũng giống như các học sinh viên khác. Thường thường thì sống ở một đất nước mới thì có rất là nhiều khó khăn cho đặc biệt là những cái sinh viên. Vậy cho em hỏi là nếu trong cái trường hợp đó thì cái sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt bên Mỹ thì như thế nào? Em đừng lo, ở bên đó ai cũng biết cái du học sinh nhiều hết á, chứ không có gì ngạc nhiên hết. Và họ cũng như người Việt mình thôi. Họ vẫn giúp đỡ em nếu em có gì khó khăn. Tinh thần họ rất là người Việt, thì đồng bào người Việt họ giúp ra. Thí dụ em cần gì, em hỏi gì thì họ vẫn giúp bình thường vậy đó. Không có cái gì mà gọi là đặc biệt hay là xa lạ hết. Tình thương vẫn lúc nào cũng vậy. Dạ, nghe cô nói vậy thì con cảm thấy thoải mái hơn. Không có gì đâu lo đâu con. Dạ. Thì thật sự ra như cái tuổi trẻ mấy con ở lên bển á, thì chừng một ngày thôi, ngày thứ nhì là em mấy con có bệnh cả đống rồi. Không cần biết cô là cái gì hết trơn á. Không cần ngày đầu tiên thì đó, con sẽ qua cô, rồi con sẽ đi theo chơi cô. Nhưng mà đến ngày thứ nhì cô gọi hoài thì không ai trả lời phone cô hết trơn á. Dạ, cho cũng con hỏi cũng giống như câu hỏi lúc nãy, nhưng mà cái liệu chính phủ Mỹ có nhiều cái chương trình hỗ trợ cho các du học sinh tụi con để tiếp tục công việc cái chuyện học trong cái tương lai không? Chương trình của mấy con ấy thì thật sự là mấy con học thì họ bây giờ họ cho nới ra là mấy con được có quyền đi làm. Thì mấy con có quyền được đi làm để thêm cái tài chánh cho mấy con để trong cái việc thoải mái hơn. Đó là họ giúp đỡ. Còn sau khi học xong, mấy con có thể làm lại được hay không? Yes, mấy con có thể đi làm. Và mấy con có thể được trở thành những cái visa khác để có thể trở tương lai xa hơn. Có thể như là ở bên nước Mỹ như thế nào, lúc đó cô sẽ nói sau. Sau này con qua Mỹ hay là cô có hy vọng ngày mai con đậu, thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về cái chương trình đó như thế nào nha. Thì mấy con còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không ạ. Kính chào quý vị khán giả của Đài Hồng Diệp và chương trình của Santa Ana Beauty College. Ngọc Dung xin kính chào. Hai con chào. Xin kính chào. Xin kính chào ạ.